Website đào tạo Forex xin gửi đến nhà đầu tư. Đây là tài khoản của học viên của bên trung tâm đào tạo Forex. Chúng tôi chia sẻ những giá trị thực tiễn trên thị trường của cả thầy và trò bên trung tâm đào tạo Forex để gửi đến nhà đầu tư. Chúng tôi mong muốn rằng những giá trị chia sẻ thực tiễn này sẽ hỗ trợ được nhà đầu tư trên con đường giao dịch Forex của bản thân các bạn. Thì đây là một tài khoản của một học viên của bản thân tôi, học viên Tuấn ở trong thị trường, và thì người này đã đồng hành với cả bản thân tôi đến nay là hơn nửa năm ở trên thị trường. Và bản thân tôi ở trên thị trường đây thì tôi cũng chia sẻ với cả nhà đầu tư một vấn đề nhỉ. Tôi giao dịch trực tiếp trên thị trường và chứng minh những giá trị này trên thị trường để cho nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá rõ. Và bản thân khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, bản thân các bạn phải thấy rõ được những giá trị thực tiễn ở trên thị trường. Thì đây, tôi cho nhà đầu tư theo dõi và thì nhà đầu tư tự đưa ra những giá trị thực tiễn của các bạn khi tham gia vào trong thị trường. Tôi không màu mè về vấn đề giá trị trên thị trường, tôi chỉ có mỗi một thứ là gì nhỉ? Cho nhà đầu tư thấy rõ được giao dịch Forex là thế nào trong quá trình ở trên thị trường. Suốt những thời gian qua trên thị trường tôi đã phải chứng minh về những giá trị của mình. Và không những vậy thì toàn bộ những học viên của bản thân chúng tôi cũng đã gửi đến nhà đầu tư rất là nhiều các giá trị tài khoản để nhà đầu tư theo dõi và đánh giá. Và nhà đầu tư có thể thấy rõ thì nhà bản thân các học viên của bản thân tôi không bao giờ để đánh những cái khối lượng nhỏ ở trên thị trường, họ là phải trải qua cả quá trình tập luyện ở trên thị trường để họ có thể giao dịch được. Và nhà đầu tư muốn xem xét bất kỳ một tài khoản nào thì bản thân các bạn phải xem phần trader xem có vướng lệnh không, thì các bạn theo dõi đó. Thì đây là một tài khoản mà học viên bản thân tôi trên thị trường này không hề có vướng lệnh, tất cả các lệnh đã được đóng sạch ở trên thị trường và có cả gì nhà rút nạp tiền ở trên thị trường. Và cái cuối cùng mục tiêu của vấn đề mỗi người tham gia vào thị trường giao dịch Forex có kiếm được ra tiền hay là không, thầy mà không chứng minh bản thân mình kiếm được ra tiền thì làm sao trò có thể kiếm được ra tiền trên thị trường giao dịch Forex này. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận lại. Bản thân tôi phải đánh với những khối lượng bao nhiêu thì người học viên của tôi mới họ mới có đánh được những khối lượng là nửa lọt này trên thị trường. Và đây toàn bộ là một cái tài khoản để cho nhà đầu tư có thể theo dõi và đánh giá mọi giá trị trên thị trường. Và khi các bạn muốn tham gia các khóa học ở đâu thì bản thân các bạn phải nhìn nhận được toàn bộ những giá trị này trên thị trường. Thì tôi xuất đây cho nhà đầu tư nhìn nhận thấy rõ. Thì khi mà các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, bản thân các bạn hay là tôi đều phải nhìn thấy những giá trị này trên thị trường. Bởi vì vấn đề ở một chỗ là nhà không có được tài khoản giao dịch thì bản thân chúng ta sẽ không thể nào giao dịch được ở trên thị trường giao dịch Forex này. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận lại. Như đấy, khi mà các bạn học mà muốn thành công hay không, không phải là gì nhà các bạn tham gia vào trong thị trường này các bạn phải cần bao nhiêu vốn, mà bản thân các bạn có đủ năng lực để các bạn còn gì nhỉ, kiếm được ra tiền hay không. Các bạn nên nhớ rằng tài khoản có lớn đến đâu mà bản thân các bạn không có khả năng giao dịch ở trên thị trường thì các bạn chỉ là người mất mát trên thị trường này mà thôi. Tôi chia sẻ để cho cộng đồng nhìn nhận, tôi chia sẻ để cho mọi người tự đánh giá, tôi không có cầu kỳ bất kỳ một vấn đề gì đó. Nhà đầu tư có thể xem phần trade không hề vướng bất kỳ một lệnh giao dịch nào trên thị trường. Đây là điều mà tôi mong muốn rằng khi các bạn đến bất kỳ một nơi nào thì các bạn phải thấy rõ. Thầy phải chứng minh bản thân mình giao dịch được thì lúc đó thì bản thân người học viên họ mới đánh được. Tôi phải đánh với khối lượng nhiều hơn đây rất là nhiều. Thì có như vậy thì bản thân tôi mới có thể hướng dẫn cho học viên tôi đánh được những cái khối lượng là nửa lót ở trên thị trường như vậy. Bây giờ bản thân tôi mới đánh chỉ có khối lượng 0,01 ở trên thị trường thì học viên của tôi cả đời đã đánh demo à. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận. Tôi mong muốn rằng những giá trị tôi chia sẻ thực tiễn này thì toàn bộ cộng đồng và những ai đang tham gia vào trong thị trường hãy nhìn lại giá trị mà bản thân các bạn đang bị vướng phải, bản thân các bạn đang bị thì nhà cuốn vào trong thị trường và chưa tạo được ra giá trị cho chính bản thân các bạn khi mà tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Đây là một cái hit hoàn toàn trên thị trường. Trong thời gian tới tôi sẽ xuất nguyên hit để ra và các bạn sẽ thấy được tên của người này là ai, và cái người này sẽ thì nhà trong thời gian tới họ sẽ gửi đến cái bài cảm nhận cho bản thân tôi để họ khuyên đến nhà đầu tư. Nhà đầu tư tôi chia sẻ đây để nhà đầu tư hiểu rõ các vấn đề, các cái góc cạnh trên thị trường giao dịch Forex. Tôi mong muốn rằng sự chia sẻ của bản thân tôi sẽ hỗ trợ được cho cộng đồng và website của tôi ngày một có thể nhà lan tỏa những giá trị thực tiễn để cho các bạn thấy rõ được rằng nhà để mà giao dịch được là cả một quá trình chúng ta phải rèn luyện, phải cả một cái quá trình chúng ta phải vấp ngã và chúng ta phải tự nhìn được ra những giá trị này. Và muốn có được những giá trị này bản thân chúng ta phải đồng hành, phải thực tiễn, phải thấy rõ những giá trị
của kiến thức và những giá trị của đầu tư phải vận dụng vào trong thị trường thực tế. Nếu mà bản thân chúng ta không thấy được những giá trị này trên thị trường thì xin lỗi các bạn chỉ là những người sẽ tử nạn và cúng tiền trên thị trường này mà thôi. Thầy không chứng minh được giá trị năng lực, thầy không chứng minh được giá trị thực tiễn, thầy không cho xem được tài khoản, thầy không giao dịch live trực tiếp thì lấy gì ra bản thân chúng ta có thể giao dịch trực tiếp trên thị trường này? Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, đánh giá lại được. Tôi mong muốn rằng nhà đầu tư hãy yêu cầu tất cả những ai mà đang dạy cho các bạn trên thị trường này, họ phải chứng minh được điều này trên thị trường. Tôi chia sẻ để cho cộng đồng nhìn nhận lại và tôi chia sẻ cho cộng đồng đánh giá lại được. Và đây là toàn bộ là những tài khoản mà bản thân, các học viên của bản thân tôi, họ ưng ý, họ đưa cho tôi, họ đồng ý cho tôi sâu lên thì tôi mới sâu lên ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng các bạn hãy nhìn vào đây để mà có thể thay đổi. Và trong suốt nhiều năm qua trên thị trường, tôi đã cống hiến lên cho cộng đồng để cộng đồng nhìn thấy rõ một giá trị là nhờ tôi phải giao dịch từ những tài khoản nhỏ đi lên những tài khoản lớn. Và tất cả các phương pháp từ đánh lướt sóng, đánh scalping, đánh swing, đánh hẹp trên thị trường tôi vận dụng phối hợp lại để tạo ra giá trị lợi nhuận cho nhà đầu tư thấy rõ. Và không những vậy, tôi giao dịch trực tiếp cho nhà đầu tư thấy rõ những giá trị này trên thị trường. Và nhà đầu tư có thể thấy rõ được là tôi cứu rất là nhiều các tài khoản cho các nhà đầu tư khác ở trên thị trường giao dịch Forex. Tôi chia sẻ để cộng đồng nhìn nhận và đánh giá được những giá trị thực tiễn này trên thị trường. Năng lực là thứ không thể nào nói xạo được trên thị trường giao dịch Forex này. Có hai điều không thể nào nói xạo được, đó là nhờ tài khoản giao dịch và thứ hai nữa là nhờ những giao dịch thực tế trên thị trường. Đây là hai điều mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, đánh giá được. Và tất cả những điều này ở tại website đào tạo forex.com chúng tôi chia sẻ để cho cộng đồng có thể nhìn nhận lại được các vấn đề. Và khi các bạn nhìn vào trong một cái lịch sử giao dịch thì các bạn phải nhìn ở cái phần lịch sử, cái phần cắt lệnh. Đây là phần cắt lệnh trên thị trường. Và các bạn phải nhìn xem nữa là phần trade này xem còn vướng lệnh hay không. Đây là những điều mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, đánh giá được. Tôi chia sẻ với cộng đồng và tôi cảm ơn bạn học viên của bản thân tôi đã gì nhỉ, đã hỗ trợ tôi trong thời gian qua rất là nhiều và đồng hành cả bản thân tôi. Tôi mong muốn rằng những gì mà tôi chia sẻ liên tục và trong suốt thời gian gần 7-8 tháng qua, em đã lên và ngồi chơi trực tiếp với cả tôi trên thị trường giao dịch Forex. Những giá trị tôi vận dụng từ tài khoản lớn cho đến những tài khoản nhỏ, những cái tin NF ra tôi đánh một lúc 5-6 tài khoản của một lúc ở trên thị trường, có thể cho em thấy rõ được các giá trị tôi vận dụng vào trong thị trường. Tôi cảm thấy rất là vui về điều này. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các học viên của mình và những sự đóng góp của bản thân học viên của tôi trong quá trình thời gian vừa qua. Và tôi xin chân thành cảm ơn toàn bộ cộng đồng đã hỗ trợ cho tôi trong suốt thời gian qua để tôi có được một cái thành tựu như ngày hôm nay. Và nỗ lực của tôi ngày hôm nay đã được đền đáp bằng chính những thành quả của bản thân mình cùng cả những người tin tưởng đồng hành với bản thân tôi trên thị trường giao dịch Forex. Xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư. Chúc nhà đầu tư giao dịch thành công trên thị trường giao dịch Forex này. Các bạn phải thấy rõ, thầy phải chứng minh bản thân mình giao dịch được thì lúc đó thì bản thân người học viên họ mới đã thành cảm ơn nhà đầu tư. Chúc nhà đầu tư giao dịch thành công trên thị trường.